quý Phật tử thân mến, thì trong cuộc sống này người ta thường hay nói về những cái vấn đề được và mất, thắng và thua, hay là thành hay bại, hạnh phúc hay khổ đau. Và tất cả những cái cặp phạm trù tương phản đấy, người ta luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình. Người ta mong là sẽ thắng, người ta mong là sẽ được khen ngợi, người ta mong là sẽ được hạnh phúc, người ta mong sẽ cuộc sống hoài không chết và không bệnh tật. Nghĩa là cái gì muốn mà được cho mình thì người ta hay cầu nguyện, người ta cầu xin những điều đó. Người ta không thích sự mất mát, sự thất bại, người ta không muốn cuộc đời mình khổ đau, người ta không muốn những điều chê bai, chỉ thích tiếng khen thôi. Bởi vì cuộc sống này, bước vào trong cuộc đời này là tất cả chúng ta luôn mong muốn những điều gì mà mình cho là nó tốt đẹp, nó đem lại hạnh phúc cho cuộc đời mình, cho bản thân mình, cho bà con, dòng họ của mình, đó, cho những người thân thiết của mình. Cái gì mà được thì mình luôn luôn cầu nguyện, mong đợi, ước muốn. Và có những người cả một cuộc sống chỉ là hướng đến những điều để được những cái cho bản thân. Vậy mà hôm nay, Sư Hương Nhũ lại đến với đạo tràng của chúng ta một cái chủ đề. Chúng ta sẽ được gì từ những sự mất mát? Chúng ta sẽ được gì từ cái bệnh tật? Được gì từ sự già nua? Được gì từ sự thất bại? Được gì từ những sự khổ đau? Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có cái gì lợi lạc cho mình, thành công cho mình, rồi là như ý mình, thành tựu trong cuộc sống, tiếng khen, rồi là sức khỏe, thắng lợi mới gọi là cái được. Trong nhà Phật sẽ cho chúng ta những bài học sâu sắc hơn. Đó là chúng ta được gì từ sự mất mát, từ những điều không như ý trong cuộc đời, có được không? Hay sau những điều mất mát đó chỉ là nước mắt, chỉ là nỗi khổ và niềm đau? Thường là khi mất mát, khi không như ý, buồn phiền chỉ là nước mắt, trách móc cuộc đời, nỗi khổ và niềm đau mà thôi. Mà hôm nay, một ngày cuối năm, Hương Nhũ về chùa Cổ Am này với một cái nhân duyên đặc biệt đối với lại Thượng Tọa Hạnh Bình, thì mình cũng như một người học trò đối với Thầy Vạn Lợi là những người pháp lữ có một cái tâm nguyện đối với tất cả chúng sinh. Mà không ngờ là Thầy Vạn Lợi lại có duyên với quý Phật tử ở chùa Cổ Am, thành phố Hưng Yên mến yêu này. Cho nên Hương Nhũ muốn nói với quý Phật tử rằng chúng ta cần phải học những cái điều mà bản thân chúng ta có lẽ không lường được. Chúng ta chỉ nghĩ rằng hãy cầu, hãy xin, hãy làm những gì để rồi được mọi sự như ý mình. Nhưng cuộc sống này chắc chắn không phải là như thế. Cuộc sống này sẽ có những cái mà thất bại, có những điều mong muốn mà không được, cầu nguyện mà không có, không thành tựu, muốn sống mãi nhưng lại chết và chết sớm nữa kia, muốn khỏe mạnh mà lại bệnh hoạn đớn đau, muốn niềm vui nhưng lại sao có quá nhiều nỗi buồn. Có phải là cuộc sống thường như vậy không, quý Phật tử? Chúng ta đang nói chuyện bắt đầu những ngày tháng mùa đông giá lạnh của miền Bắc. Đi ra đây lần này có một cái điều đặc biệt là thân mẫu của sư cũng xuất gia tu tập 20 mấy năm ở trong chùa rồi, đi theo sư và một đoàn Phật tử ở miền Nam, chắc cũng 10 người đi ra đây. Và rất là nhiều người lần đầu tiên cảm nhận cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Và các vị biết họ nói như thế nào không? Họ nói rằng cái mùa đông miền Bắc thật là tuyệt vời, phải chưa nào? Tại vì là ở trong miền Nam thì sao? Quê em hai mùa mưa nắng thôi. Vậy mà miền Nam vẫn nghĩ về, hướng về miền Bắc với tất cả sự ngưỡng mộ và rất là nhiều điều người miền Nam chưa biết hết về đất Bắc của chúng ta. Và người miền Bắc cũng có rất là nhiều người chưa từng một lần đặt chân đến miền Nam. Thế cho nên quý thầy sẽ là một cái cầu nối nè, đi qua, đi lại, kể chuyện miền Bắc cho Phật tử miền Nam nghe, và hôm nay nói chuyện miền Nam cho Phật tử miền Bắc nghe. Thì hôm nay đến với các vị, Sư Hương Nhũ muốn nói một điều. Con người ta chỉ vui mừng với cái được
và vui mừng với cái toại nguyện và như ý. Nhưng nếu cuộc sống lúc nào cũng được toại nguyện và như ý thì chắc là Đức Phật cũng chẳng phải ra đời để làm gì và tuyên dương chánh pháp để làm gì nữa. Khi cuộc sống này mọi thứ con người ta muốn là đều được, đều như ý và đều hạnh phúc cả. Nhưng không, Đức Phật ngay khi bài pháp đầu tiên sau khi Ngài thành đạo dưới cây Bồ Đề, bước về Varanasi trên bờ sông Hằng, vườn Nai, vườn Lộc Uyển, thì bài pháp đầu tiên Ngài đã nói đến cái bản chất cuộc sống này là sự đau khổ, là không toại nguyện, là không có như ý. Mà nếu chúng ta cứ phải đau khổ vì cái điều không toại nguyện, không như ý, buồn phiền vì cầu không được, ước không có, buồn phiền vì bệnh, vì già, vì chết, buồn phiền vì sự thất bại, buồn phiền vì tất cả những điều khổ đau trong cuộc đời, chẳng lẽ cuộc sống này chỉ là một sự bi quan, chán nản, buồn phiền hay sao? Đó, cho nên thật ra đạo Phật ra đời để đem lại an vui và hạnh phúc cho tất cả chư thiên và loài người. Nếu chúng ta mặc một áo tràng lam hay màu nâu và chúng ta bước vào chùa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta có pháp danh, chúng ta phải hạnh phúc lắm, vì cũng có rất là nhiều người sống trên thế gian này cho đến chết vẫn không biết được cái giá trị, cái chân lý của cuộc đời này. Cho nên sinh ra là tiếng khóc, sống trên cuộc đời này là nỗi khổ và chết đi là trong dòng nước mắt. Và có khi đau khổ, uất nghẹn mà không chết được nữa kia. Bởi vì không có cái gì mà như ý. Hoặc là hôm nay mùa xuân mà sao lá rơi nhiều thế. Đó, hôm nay vì sao bao cánh hoa lại vàng úa. Mùa xuân vẫn có hoa tàn, có lá rơi. Và trong cái dòng đời này không phải cái gì cũng như ý. Nếu cứ như vậy thì làm sao đạo Phật đem lại niềm vui, hạnh phúc và an lạc cho chúng ta? Vì vậy hãy nhìn sâu vô một cái khía cạnh thật sự của đời sống, đó là sự mất mát, sự thất bại, sự không như ý, cái già, cái chết, cái bệnh, cái buồn mà chúng ta vẫn gặt hái được rất là nhiều thứ tuyệt vời trong cuộc đời. Đó là lý do vì sao hôm nay sư Hương Nhũ đến với các vị và sẽ giảng bài pháp Ta được gì từ sự mất mát trong cuộc đời. Chính vì con người ta chỉ muốn được, cho nên chúng ta đã sống và vi phạm một cái nguyên tắc đạo đức vô cùng căn bản, đó là nhân quả. Mà bản chất chúng ta muốn học hỏi đạo Phật, muốn có an lạc và hạnh phúc phải tin sâu nhân quả. Và đời sống người Việt Nam của chúng ta, cái điều này nó khắc ghi trong tâm hồn người Việt Nam, cho nên mới nói đạo Phật đồng hành cùng dân tộc, không có khác đâu. Đó, chúng ta nhất là người miền Bắc nè, chúng ta không có ai mà không biết đến những cái câu tục ngữ tham thì thâm, phải chưa nào? Đó, không ai mà không biết đến những cái điều chịu thiệt là phúc, không ai mà không biết đến những cái điều là hãy đem đến cho mọi người những niềm vui, những niềm hạnh phúc. Niềm vui của chúng ta sẽ có sau đó. Cái bản chất của người Việt Nam chúng ta là hết sức thuần lương, nhân hậu. Và chính cái điểm này gặp đạo Phật. Vì vậy rất là nhiều người Việt Nam không phải là đạo Phật nhưng vẫn sống trong tinh thần của lời Phật dạy. Vì cha ông tổ tiên Việt Nam của chúng ta cũng dạy chúng ta những vấn đề thuần lương và nhân hậu như thế. Vậy mà do lòng tham chúng ta đã quên, do sự tham muốn khát vọng chúng ta đã đánh mất rất nhiều, đánh mất tất cả. Và vì vậy cuộc sống bây giờ con người ta già nhanh quá, người ta khổ nhiều quá, người ta buồn nhiều quá. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nào cũng cầu muốn mà không được. Chúng ta đã quên hết tất cả những điều, những cái điều căn bản nhất trong cuộc đời là hãy làm, hãy cống hiến, hãy xin, hãy nghĩ đến người khác, hãy cho đi, rồi những niềm vui, hạnh phúc và an lạc sẽ đến với chúng ta. Bây giờ có nhiều người nói, thầy ơi, thầy nói trễ quá, con già rồi, một đời sống của con đã làm quá nhiều,
tạo quá nhiều nghiệp ác. Sát sinh thì hầu như tháng nào con cũng phải làm vài lần. Có người ngày nào cũng có giết. Không nào. Sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp. Có những người bảo con chưa quy y được vì con còn tham lắm thầy ạ. Tà dâm. Đấy, đó là lòng tham nó ngự trị trong trái tim của con người cho nên tà dâm. Dối trá, ngày nào ông nói dối buồn lắm. Phải chưa nào? Quên mất chân thật mới là một cái điều căn bản cho con người ta có an lạc. Rồi là có những niềm vui qua cờ bạc, qua rượu chè. Tất cả những điều đó chúng ta làm bởi vì nó như là một cái gì? Nếp sống bình thường. Sống thì phải giết, sống thì phải là có lòng tham. Chiếm lĩnh cái không phải của mình là của mình mới là khôn, mới là hạnh phúc, mới là hay ho. Cho nên cái chuyện tham lam, trộm cắp cũng là chuyện bình thường, hoặc là thô, hoặc là tế. Tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc. Chúng ta làm tất cả những điều đó và nói rằng con đã làm cả hơn nửa đời người hoặc nửa đời người rồi thầy ơi. Cho nên bây giờ thầy nói rằng hãy sống tin nhân quả để được an lạc. Con e rằng muộn quá. Nhưng không hề muộn. Hãy nhận chân giá trị của cuộc đời này. Và chính vì chúng ta đã không biết và tạo quá nhiều nghiệp xấu ác, chúng ta phải đón nhận những mất mát, những nỗi khổ, niềm đau. Nhưng chúng ta nghe pháp thoại, chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Chúng ta học được nhiều thứ từ sự mất mát do tự chúng ta tạo ra các nghiệp nhân trong đời sống của chính mình. Ai cũng có mất mát, ai cũng có đau bệnh, ai cũng có chia ly. Nghĩa là sao? Người yêu thương thì phải chia ly, người không ưa thì phải là gì? Phải sống cặn. Phải chưa nào? Phải là oán tắm hội khổ. Người không ưa thì phải sống bên nhau không biết chừng nào mới là hết cái cục nợ này. Còn người mình yêu, mình thương thì sớm phải chia lìa. Cầu nguyện thì không được. Có cái thân này thì nay bệnh, mai đau. Cuộc sống thì bị chi phối bởi sanh già, bệnh chết. Cái gì cũng không như ý hết. Vậy làm sao gọi là an lạc? Cho nên chúng ta phải nhận chân ra được rằng mỗi một mất mát, mỗi một điều không như ý, mỗi một điều thất bại hoặc sống ngay trên cái vấn đề sanh lão bệnh tử của cuộc đời, chúng ta vẫn có được những niềm vui, những niềm hạnh phúc bởi vì chúng ta học được gì từ những sự mất mát đó. Chúng ta gặt hái được gì từ sự mất mát đó. Đó là điều mà hôm nay sư muốn gửi gắm đến tất cả các vị. Nghe cái lạnh của miền Bắc, sư nhớ có lời trong cuộc đời mình có hai lần được đến nước Nhật Bản. Và những cái mùa mà nở hoa ăn đào đó thì nước Nhật cũng lạnh. Cái lạnh lúc nào cũng dễ chịu hơn cái nóng. Mình mặc ấm vô, phải không nào? Mình đội mũ, mình mang tất, ở trong một cái ngôi nhà ấm áp, mình cảm thấy một giấc ngủ ngon lành, nó dễ đến hơn là trong mùa hè nóng bức, mệt nhọc. Cho nên tự nhiên nhớ cái lạnh ở Nhật Bản và nhớ cái câu chuyện quả táo thần kỳ của Kimura. Đó là một cái câu chuyện tiểu thuyết nói về người nông dân mà được cho là kẻ ngốc Nhật Bản. Tiểu thuyết nhưng mà được viết trên một cái cuộc đời thật của một người nông dân Nhật Bản trong hành trình 20 năm theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình là trồng cây táo mà không sử dụng các loại thuốc. Làm cho cây phát triển hoặc là bảo vệ cho màu táo, cho lá táo, cây táo và để được lợi nhuận. Ông phải mất 20 năm để đi một cuộc hành trình theo đuổi ước mơ, hãy làm thật, sống thật, trồng táo và không sử dụng thuốc để làm cho người ta sử dụng phải đau ốm, phải bệnh tật. Và người ta gọi là táo của Kimura là một loại quả quá đặc biệt bởi vì khi cắt ra thì không có bị chuyển màu do oxy hóa. Bảo quản 2 năm mà không hư thối. Chứ không phải là bây giờ là gì? Gọi là ở bề ngoài thì tươi mà trong thì thối. Còn cắt cái quả táo Kimura bên trong không thể hư thối cho đến 2 năm. Thời gian
vỏ táo chỉ hơi héo và vẫn tỏa một mùi hương ngọt ngào như mùi kẹo vậy. Đây được gọi là loại táo ngon nhất Nhật Bản, nơi chủ vườn không hề sử dụng thuốc để bảo vệ thực vật. Cái quả táo Kimura, 1/3 lượng nước ép từ loại táo này, được một chính trị gia cho biết rằng nếu muốn ăn súp táo thượng hạng được làm từ táo Kimura ở nhà hàng Pháp tại Tokyo, khách cần phải đặt lịch trước cả năm để làm nên. Tức là muốn ăn cái món súp ở trong cái nhà hàng hàng Paris tại Tokyo phải đặt hàng trước cả năm. Như vậy là không bao giờ mà cái quả táo đó nó ế hết, mà giá nó rất cao. Làm được điều kỳ diệu này, 20 năm người nông dân phải trải nghiệm và 10 năm thử nghiệm cái kết quả của quả táo này. Tại sao người ta làm như vậy? Người ta đặt tên cái ông Kimura là người ngu ngốc nhất Nhật Bản. Bởi vì là cái vườn táo ông ta không phun nông dược. Người ta cho là người ngốc nhất. Vậy mà bây giờ ông ta trở thành một người nổi tiếng trên thế giới bởi vì làm rất chân thật. Và cái chân thật của ông ta cho một cái sản phẩm hàng đầu trên thế giới, đó là táo Kimura. Mà cái táo đó nó không cần bất cứ một loại thuốc nào, mà độ bền của nó 2 năm trời. Các thức ăn, thực phẩm của các vị ở ngoài chợ trông tươi mới như vậy, nhưng mà đem về ăn là sinh ra bao nhiêu căn bệnh mà không có thuốc chữa, chẳng hạn ung thư, đều là do cái lương tâm của chúng ta chỉ biết một chữ, đó là tiền. Chúng ta đã mất rất nhiều rồi, đừng đánh mất tiếp đạo đức nhân bản của cuộc sống. Rồi chúng ta chỉ đạt được những cái gì gọi là cái vỏ ở bên ngoài, như cái vỏ táo giả dối trồng bằng thuốc, nó đỏ tươi như là mới hái từ trên cây, nhưng mà trong ruột đã thối rã ra. Cho nên chúng ta cũng rất là sợ nhiều loại thực phẩm trong héo ngoài tươi. Đó là bài học về quả táo Kimura. Nhưng các vị có biết không, người ta, những người nông dân khác đã chửi Kimura là kẻ điên rồ. Họ gọi ông ta là kẻ phá gia trí tử, khiến cả gia đình lâm vào cảnh nghèo túng chỉ vì sự cố chấp. Cố chấp quá, người ta đều sống, người ta đều xây nhà, xây cửa, người ta đều thành tựu cả. Còn ông 10 năm, 15 năm, 20 năm để mò theo một cái sản phẩm mà không biết kết quả đi về đâu. Thậm chí những nhà nghiên cứu nông nghiệp cũng nói rằng ông ta đang làm một điều phi thực tế. Có ai biết được khởi điểm của hành động này bắt đầu từ đâu? Gọi là điên rồ. Xuất phát từ gì? Không phải tự nhiên đâu, không phải ông ta đạo đức đến mức độ mà tự nhiên ông ta đi theo một cái công trình mà không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng như chúng ta đang sử dụng ở trong các cái vùng nông nghiệp đâu. Mà vợ ông ta đã dị ứng bệnh tật vì thuốc trừ sâu. Kể từ đó đối với ông ta biết đó là chất độc. Tại sao vợ mình dị ứng đau đớn bệnh tật vì cái loại thuốc độc địa đó, mà mình lại sử dụng nó trong những vườn cây táo để cung ứng cho dân mình và cho tất cả người nhân loại trên thế giới. Cho nên qua những trang sách, cuộc đời của tên ngốc Kimura hiện ra như một bộ phim. Ước mơ của ông ta chứa nhiều cay đắng sau nhiều năm thất bại. Nó phải trồng, không có thuốc mà ông ta thành công liền. Còn ngoài thị trường thì người ta bán ầm ầm. Tết sắp tới rồi, đồ nào mà càng thuốc nhiều thì càng được mua nhiều. Tại vì sao? Trưng cho đẹp rồi vất cũng được. Cho nên thuốc vẫn tiếp tục được sản xuất và lòng tham con người vẫn được phát triển một cách rất là tự tại, ngang nhiên. Nhưng ông ta, chính cái sự mà người ta cho là kẻ điên rồ đó, ông ta quyết định phải làm được cái điều của mình, mặc dù thất bại, nhiều thất bại, đắng cay, đầy khổ tâm của người chồng, sự nguyền rủa của con cái, để cho con mình đôi khi phải nghèo và túng. Nhưng mà ông ta đang xây dựng những viên gạch trên nền tảng của nhân đạo đức. Còn chúng ta bốc hốt những cái giàu có, ngon lành đấy, nhưng không biết ngày mai. Cuộc sống xã hội bây giờ nó cho chúng ta quá nhiều bài học. Dù chúng ta ở những cái vùng thành phố Hưng Yên, không phải là thủ đô Hà Nội, nhưng sư tin chắc các vị tiếp cận báo đài, iPhone, iPad là chuyện đương nhiên trong cái xã hội cập nhật vi tính viễn thông ngày nay. Chúng ta thấy quá nhiều con người mới hôm qua
là đại gia, là gì? Là ông to, ông lớn. Thì ngày hôm sau đã đội nón đi vào tù, có khi không có nón nữa cơ. Đã quá nhiều. Đó là gì? Người ta đã rơi những viên gạch cuộc đời trên lòng tham vô đáy. Cho nên lời dạy của Đức Phật đã nói tham là một con rắn độc. Từ tham sẽ nuôi con rắn sân, từ sân nuôi con rắn si. Ba con rắn đó hoành hành tạo nên những nỗi khổ, niềm đau vô tận trong cuộc sống. Chúng ta không có trị tận gốc, chúng ta chỉ sơ sài ở bên ngoài thôi. Cho nên, ô tại sao Đức Phật đã ra đời, hoằng pháp và ngài nhập Niết Bàn gần 3.000 năm rồi, chúng ta vẫn một chữ khổ đè nặng trên đôi vai. Bởi vì chúng ta không học được những điều căn bản từ sự mất mát trong cuộc sống. Chỉ trốn chạy bản thân, trốn chạy sự mất mát và đi tìm cầu cái được cho mình. Mặc dù cái được đó chỉ tạm bợ trong một ngày, hai ngày, trong một thời gian rất ngắn, mà không cần biết đến cái quả báo cho ngày mai, cho kiếp sống sau. Nhưng tại sao Kimura, trên tất cả nỗi đau khổ ấy, ông ta vẫn có thể thành công? Bởi vì nuôi một ý chí quyết tâm là phải trồng bằng được táo mà không sử dụng thuốc nông dược, thuốc tăng trưởng, thuốc giả dối. Đó là ý chí. Đó là gì? Là niềm tin. Sư muốn bài pháp này khơi dậy cái ý chí tin vào cái tánh Phật vốn có trong mỗi một con người. Quý Phật tử ngồi đây có chân tâm, có Phật tánh không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và sẽ thôi à? Sẽ rồi hẹn hoài, hẹn mãi mà không bao giờ thành Phật. Vì chúng ta thích nuôi con rắn tham, rắn sân, rắn si, rắn giả dối. Rắn sống bằng hình tướng bên ngoài, rắn sống bằng danh vọng. Chúng ta thích con rắn đó hơn là chúng ta sống với chân tâm Phật tánh. Cho nên sư muốn nhắc lại, ông Kimura nhiều khi đỉnh điểm là các vị nghĩ đi, người ta thất bại một năm là người ta đã bỏ rồi, một tháng là người ta đã chạy rồi. Nhưng ông ta thất bại một năm, hai năm, cho đến 10 năm. Mà người Nhật Bản, các vị biết không, người ta muốn mà không được á, cái tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản á, mà không đạt được là sao, các vị biết không? Tự sát. Cho nên rất nhiều lần Kimura quyết định quyên sinh cuộc đời, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng chính những lúc đó, ý chí trong lòng ông cuộn trào mạnh mẽ. Vợ ta đã từng lâm nạn vì thuốc độc dược, vì thuốc trừ sâu, vì thuốc tăng trưởng độc hại đó. Cái tăng trưởng không phải tăng trưởng tốt, mà tăng trưởng thuốc độc, cái tăng trưởng giả dối. Nếu ta buông xuôi cái lòng quyết tâm này, cái ý chí này, có nghĩa rằng ta đã chấp nhận không chỉ một người như vợ mình, mà rồi con mình và biết bao nhiêu con người sẽ bị chết, bị hại, bị đau ốm, những căn bệnh không có thuốc chữa, bởi vì tiếp tục cho người ta ăn bằng những loại rau, loại cây quả lớn lên bằng thuốc độc. Chính vì vậy ông trở lại với vườn táo mà 8 năm trời không có ra cái hoa nào hết. Thì không ra hoa có quả không? Đấy, thế mới được. Và chúng ta ngồi nghe pháp là gì đây? Chúng ta đang gieo hạt giống trong vườn đất tâm của mình. Tuyệt vời lắm các vị ơi. Gieo giống tốt trong vườn đất tâm. Chứ không phải có người bảo ôi giời, bà lên chùa ngồi làm gì một buổi tối lạnh lẽo thế. Tôi ngồi ở nhà xem nguyên một bộ phim đã đời trong chân êm, nệm ấm, bà đúng là rồ. Bà lên chùa ngồi làm gì thế? Tôi đánh qua mấy bàn tứ sắc tam cúc gì đấy, bà vừa có khề khà bát cháo nóng, vừa khề khà là cốc trà ngon. Còn bà lên đấy làm gì? À, tôi lên đây tôi học được gì từ sự mất mát. Các vị hưởng thụ đi, tôi giảm bớt sự hưởng thụ để tôi học những bài học giá trị trong cuộc đời tôi. Và rồi trời đã không phụ lòng người các vị ạ. À, đến năm thứ 9, một trong số hơn 400 gốc táo của Kimura. 400 gốc táo. Phải chưa nào?
mà nở ra có 7 bông hoa. Trong 7 hoa đó chỉ có 2 bông là kết trái mà thôi. Kimura dâng 2 quả táo lên bàn thờ thần, rồi cùng với cả nhà ăn táo ngon đến kinh ngạc. Không thể nào tưởng tượng được cái vị ngon đó, cứ tưởng như là ăn một quả táo tiên trên cung trời đao lợi vậy. Bây giờ ăn cái gì cũng sợ hết. Tại ai? Tại tham, tại tiền. Dường như cây táo đã nghe được lời thỉnh cầu từ người nông dân, để rồi cho ra những quả táo kỳ diệu. Khi được hỏi rằng tại sao ông không dùng thuốc mà vẫn trồng được táo, người đàn ông nở nụ cười hiền lành, đầy lạc quan và trả lời rằng: chắc đấy tôi ngu ngốc quá, cho nên cây táo cũng sốc mà cho ra quả vậy. Người mình mới ăn chay được một ngày, sao mà rốt thế, bao nhiêu món ngon vật lạ sao không ăn. Thế là đúng rồi, ngu thật. Thế là làm luôn một tô, đầy các thịt chúng sinh trong đó. Và ở trong bụng chúng ta, một nghĩa địa chứa đầy các xác sinh vật, bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp sống luân hồi trong sanh tử, mà không bao giờ truy ra cái gốc, mà cứ lên cầu với xin thôi. Sư chỉ ra cái gốc là bởi vì chúng ta không trải qua những năm tháng hy sinh bớt đi, mất mát bớt đi, chúng ta sẽ được giống như cái người nông dân này này, chịu mất mát 10 năm trời làm người nông dân ngu ngốc, không có thu nhập. Nhưng để cuối cùng cái sự thu nhập của ông ta bây giờ là đứng đầu thế giới về trí tuệ và đạo đức. Kimura không nghĩ rằng câu chuyện cuộc đời mình sẽ là triết lý sống cho ai hết. Nhưng mà sư đọc cái câu chuyện này sư cảm động quá. Tại vì là có người mang rau lên cho sư, bảo sư ăn ít nhá, thuốc đấy. Ôi trời ơi. Nhưng mà bây giờ mình không ăn cũng không được. Tất cả mọi người, anh em, ông bà, cha mẹ mình, tất cả các Phật tử đây là con Phật cũng đều ăn, sao mình lại kiêng? Thế thì mình cũng cùng ăn vậy. Nhưng mà thôi thì cũng ít, không dám tham ăn, đúng không nào? Rau là món ăn của các thời, bây giờ cũng không dám ăn nhiều luôn. Tại vì sao? Vì lòng tham. Nhớ tới từ Kimura mà sư muốn trào nước mắt. Vì cuộc đời này Kimura chỉ là xác suất 1/1 tỷ người trên thế giới. Ít có người có trái tim và lòng nhân hậu và một cái sự hy sinh. Kể cả 10 năm làm ăn rồi 10 năm trải nghiệm là 20 năm như Kimura. Không nghĩ rằng câu chuyện này trở thành triết lý sống mà hôm nay sư lại đem ra. Mà đạo Phật là gì? Buddhism is philosophy. Đạo Phật là triết học. Đạo Phật là religion, là tôn giáo. Buddhism is science. Đạo Phật là khoa học. Đạo Phật là tất cả. Cho nên câu chuyện Kimura là triết lý sống cho tất cả chúng ta. Đừng vì lòng tham mà rồi chúng ta sẽ phải sống trong đau khổ luân hồi từ kiếp này đến kiếp khác cho đến vô lượng kiếp. Những mất mát trong cuộc đời chúng ta chưa đủ chúng ta tỉnh ngộ hay sao? Còn nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta phải suy xét lại, chúng ta đang sống trên cái nền tảng viên gạch đạo đức hay sống tạm cho vui, rồi qua ngày đoạn tháng và thắp một nén nhang để cầu xin, rồi khóc trong đêm trường tĩnh mịch. Kimura nói trong cuộc đời này ít nhất hãy làm kẻ ngốc một lần. Chấp nhận mình làm cho người ta chê mình ngốc đi. Đồ ngon quá sao không ăn. Chúng ta đừng quên ngày xưa Đức Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ trên đỉnh cao đi xuống làm một cái người gì? Mặc áo phấn tảo, cái tấm vải đắp lên thôi, đi trên đất, đầu đội trần và bưng một cái bát đi ăn xin, đi khất thực đi xin ăn. Nhưng không phải là nghèo cùng khốn khổ để xin, mà từ bỏ tất cả sự hưởng thụ trong cuộc đời để tìm ra chân lý trong cuộc sống. Còn mình cứ đắp vô, gắp vô, bỏ vô. Thấy chưa nào? Cái chén ngày xưa có rau, có dưa ngon như thế. Nhưng không, phải đầy ắp các thịt, các cá, sinh mạng chúng sanh và vẫn chưa bao giờ mãn nguyện. Cho nên tại sao cái thế giới này càng phát triển bao nhiêu, nhân loại càng ca ngợi các thành tựu khoa học kỹ thuật bao nhiêu, con người ta càng đau khổ nhiều bấy nhiêu. Mới cách đây mấy hôm, thần tượng siêu sao của Hàn Quốc đã chết rất trẻ, và biết bao nhiêu bạn trẻ khóc nấc theo cái thần tượng đấy. Có người còn tự tử theo nhưng mà kịp đem vào nhà thương cứu kịp. Và rất là nhiều người tuyệt thực để mà muốn chết theo thần tượng của mình.
Như vậy ở trên đỉnh cao mới thành thần tượng, mà tại sao lại tự tử? Bởi vì là người ta không hiểu được cái bản chất cuộc đời này không phải danh lợi, không phải đỉnh cao cuộc đời, không phải hào quang ánh sáng sẽ đem lại hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cuộc đời này là hãy sống chân thật, tin sâu nhân quả. Đó là giá trị đạo đức vĩnh hằng mà đạo Phật đem lại cho chúng ta. Như vậy cái quả báo thần kỳ của Kimura đã cho con người những kiến thức nông nghiệp lý thú với triết lý tìm về nguyên bản của tự nhiên. Bây giờ cũng khó lắm. Đất bây giờ cũng, người ta bỏ biết bao nhiêu thứ làm hư đất. Giống cũng vậy, cây trồng, mọi thứ đều trở thành giả hết. Giờ sư đáng lẽ, sư tưởng là tối nay sư gặp các bạn trẻ đông lắm đây. Nhưng mà thành ra các bạn trẻ lặn quá. Các bạn chịu không nổi, các bạn đi về một số rồi. Thành ra cha mẹ ông bà lại ngồi đây. Thành ra bài pháp phải chuyển hướng. Chứ tối nay là giảng cho giới trẻ là vui lắm. Nói chưa nào, giảng cho giới trẻ là sẽ rất vui. Nhưng hóa ra gặp ông bà cha mẹ thì lại phải có chuyện cho ông bà cha mẹ nghe. Cho nên mình cũng phải tạo ra những cái quả táo thần kỳ cho cuộc sống mình. Nếu mình có một cái gì, mình có một cái cuộc sống mà đã đạo đức rồi đó, thì mình tạo ra quả táo thần kỳ không có khó. Có nghĩa là không phải sư nói ai cũng đi trồng táo đâu nhá. Mỗi người tạo ra sản phẩm trong cuộc đời mình bằng trái tim chân thật, làm và biết nghĩ đến cái hiệu dụng sử dụng của người khác. Cứ như thế thôi. Những bạn sinh viên còn rất trẻ, những người phụ nữ không biết chữ ở vùng nông thôn, cho đến những người già nay đau mai yếu vẫn có thể tạo ra những sản phẩm thần kỳ tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Sư nói thật, hồi sư còn bé mới học lớp 7. À, tức là sau năm 1975 là sư học lớp 6 lên lớp 7. Thì là sư vẫn nhớ là ở miền Bắc này có một cái câu chuyện mà sư ấn tượng đó. Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký khi sanh ra gặp bạo bệnh bị liệt cả hai tay. Bản thân ông và gia đình buồn khổ xót xa. Nhưng mà Nguyễn Ngọc Ký, quê hương ở Hải Hậu, Nam Định, nuôi một ước mơ: tôi sẽ học và tôi sẽ thành đạt cùng với chúng bạn cùng trang lứa. Liệt hai tay. Bây giờ mình rước cái ông gì đó, rước ông Vích về, trong khi mình quê là Việt Nam mình, ông Nguyễn Ngọc Ký liệt hai tay, nhưng mà ông là một nhà giáo ưu tú. Bây giờ ngoài 60 tuổi rồi đó hả, vẫn á là đi giao lưu với tất cả sinh viên học sinh trên mọi miền đất nước. Ngoài 60 mà trên 1.500 bài giảng trong cả nước. Rồi là gì, cũng chưa bao giờ bỏ cái nghề mà gọi là đem cái trái tim lửa nhiệt tình của mình. Ông ngồi trên cái mạng mà gọi là trả lời 1080, người ta thắc mắc cái gì đó, ông giải đáp tận tường tận. Còn cái miệng đây tôi vẫn làm lợi ích bằng trái tim đạo đức của mình. Và tại sao dạy học được? Viết bằng chân, phải không nào? Chỉ bảng bằng chân. Nhưng mà ông còn miệng, ông còn tai, ông còn mắt, chưa mất tất cả. Bây giờ mình chỉ cần là cái tay hơi xương một cái là nằm liệt một tháng rồi. Các bạn trẻ gọi là bây giờ là được cha mẹ nuôi cưng y như là cậu ấm cô chiêu. Cho nên hơi một tí là đã ôm ấp con, là phát run phát sốt lên. Cưng quá không làm được gì đâu các vị ạ. À, con người ta phải có sức chịu đựng, con người ta phải trải nghiệm, phải hy sinh, con người ta mới cống hiến được cho cuộc đời. Đừng ôm ấp nó như một quả trứng mỏng rồi tin rằng ngày mai nó sẽ làm ông này ông nọ. Những cái ước mơ đấy nó quá sức tầm thường và phi lý. Tại sao sư lại kể câu chuyện Kimura, một người nông dân bình thường, nhưng cuối cùng những gì ông ta làm chấn động cái thế giới này. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, phải chưa nào, được đi học cùng trang lứa thì đâu phải được đến trường đâu, phải lân la ở ngoài cửa đấy để nghe thầy cô giáo giảng và tập viết bằng chân, trong khi bạn bè đó, viết tay không đủ rồi còn thuê bạn viết dùng nữa để cho tao ngủ một giấc nữa. Các ông các bà với các cha mẹ ít có gặp giới trẻ như sư. Sư biết khối chuyện của các bọn con cháu chúng ta nó sướng quá, cho nên bây giờ để chúng ta không ý thức trách nhiệm lương tâm đạo đức của nó, mai này nó cũng sẽ xây nhà trên cát, và ngày mai một lúc nào đó đang ở nhà lầu 8 tầng, 10 tầng, tự nhiên sáng hôm sau đi vào tù, ra tòa. Nên nhớ điều đó, nếu không có bài học đạo đức, lương tri, trái tim, nhân hậu,
Trong khi Nguyễn Ngọc Ký chỉ viết bằng chân thôi, nghe chưa nào? Đó, vẽ hình bằng thước, bằng compa, bằng chân, làm lồng chim để chơi, vân vân, những câu chuyện in sâu vào trong cái tâm của Sư lúc mới học lớp 6, lớp 7. Mà đi học đi bộ xa đó, thầy giáo mới kể chuyện Nguyễn Ngọc Ký vượt khó bạn, rồi là cụt tay tê liệt tay mà chỉ bằng hai chân mà thành tựu và nhà giáo nhân dân ưu tú, rồi viết một cái luận án tốt nghiệp những năm tháng không quên. Đó, bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp mà bây giờ là tái bản quá nhiều lần. Những cái người như vậy chúng ta không ca ngợi, chúng ta cứ đi ra nước ngoài kiếm ông này bà kia chúng ta đem về chúng ta ca ngợi, trong khi người Việt Nam của chúng ta quá tuyệt vời, cha ông của chúng ta bằng trái tim nhân hậu đã sống quá tuyệt vời. Đó là Phật tử chân chính đấy, chứ không phải đâu mặc áo tràng A Di Đà Phật mới là Phật tử chân chính đâu. Nhưng mà cụt hai tay như thầy Ký mà làm sao lại thuyết phục được trái tim của biết bao nhiêu sinh viên học sinh cả nước. Phải dạy bằng trái tim, nói bằng tấm lòng. Nhưng nếu mình không có trái tim, mình không có tình thương, Sư nói thật đấy, trời lạnh như thế này, Sư cũng phải tìm một chỗ ấm Sư nằm chứ. Tại sao phải đi tuốt ra miền Bắc, tối nay ở Hưng Yên, ngày mai ra Phú Xuyên, thấy chưa nào? Rồi về chùa được một đêm, rồi ngày mới để mà đem Phật về chùa, rồi ngày 16 lại đi ra Quảng Ngãi. Thấy chưa nào? Nếu không có trái tim, có tình yêu thương, và Sư muốn nói các vị rằng Đức Phật ra đời để đem an lạc, hạnh phúc cho chư thiên, cho chúng sinh, cho muôn loại, mà chúng ta không có hạnh phúc bởi vì luôn luôn sống theo tập khí, lòng tham của mình, chứ không sống theo lời Phật dạy. Chúng ta nhớ như thế. Cho nên chúng ta đã mất mát nhiều. Học được gì từ sự mất mát? Nguyễn Ngọc Ký mất đôi tay mà cuộc đời ông là cả một tấm gương sáng. Ngoài 60 tuổi làm công tác tư vấn tâm lý và giáo dục cho giới trẻ qua tổng đài 1080. Sư là giới trẻ cũng tra tấn dữ lắm. Thấy chưa nào? Điện thoại, rồi mình không bắt máy, mình bận quá, nhắn tin mình không trả lời. Nó bảo con tưởng sư là Bồ Tát, hóa ra là Bồ Tét. Tại vì nó gọi mình không trả lời, nhắn tin mình không nhấc máy. Đôi khi nó chẳng hạn giờ đang ngồi ở Hưng Yên này, nó nhắn tin, nó điện thoại, mình đâu có trả lời. Thì thôi, nó nói luôn là Bồ Tát, chứ tát cái gì, thấy chưa nào? Nhưng mà mình cứ nghĩ đi, mình vẫn miệt mài, mình vẫn làm việc. Mình nghĩ á, ông Nguyễn Ngọc Ký bây giờ ông liệt hai tay coi như không có rồi đấy, chỉ có hai cái chân, vậy mà bây giờ bệnh tật đủ thứ hết, vào trong Gò Vấp sống để chữa bệnh mà vẫn tiếp tục 1080 để mà trả lời các vấn đề giáo dục tâm lý cho giới trẻ qua tổng đài. Ta không bao giờ để một ngày giờ nào vô hết. Còn mình, ngày giờ nào cũng con mình, ngày giờ nào cũng cháu mình, ngày giờ nào cũng nhà mình hết, ngày giờ nào cũng chồng mình hết. Rồi gì? Tá hỏa lên, cãi nhau ầm ầm. Chỉ vì ích kỷ, mình sống trong cái sự gì? Ích kỷ đó, lòng tham đấy và đau khổ. Trong khi Đức Phật bỏ hết và Ngài ra đi như thế nào? Vô tiền khoáng hậu. Ra đi thấy trở thành một cái người từ trên ngôi vua đó đi xuống làm người khất thực, khất sĩ, bố ma, phá ác. Mà cuối cùng cả nhân loại trên toàn thế giới giờ đây vẫn phải học theo lời Phật dạy. Là một cái người chỉ là đắp cái tấm y rách, bình bát đi chân không, mà lời dạy của Ngài giờ đây thức tỉnh lương tri trên toàn thế giới. Như vậy đâu phải là con người ta ngồi tuốt ở trên đỉnh cao mới nói được điều chân lý đâu. Mà con người nói từ lương tâm, từ đạo đức, đó mới là chân lý của cuộc đời. Thế thì các vị có biết tại sao mà mình cứ mất mát mãi mà mình không bao giờ học được điều gì không? Tại con rắn gì? Quá giỏi, con rắn tham. Tham lam, tham vọng, tham ái, tham tạc. Cái chữ tham là mình phải tập chuyển hóa đi thôi. Sư cứ vẫn giảng cho giới trẻ, may quá thầy không đi tu, không rèn luyện, không sống biết nghĩ đến muôn người, thầy cũng tham lắm. Vẫn hay giảng cho giới trẻ như vậy. Vì cái tham là cái vốn có, nó câu sinh khi mình sanh ra đời đã tham rồi. Chứ mình đừng có nói là nhà ông nọ ông kia tham, nhà tôi không. Đừng, mình sanh ra đã tham, nhưng cấp độ nhiều hay ít mà thôi. Ai mà tham quá đó là trường hợp tâm thần,
Tham vẫn là bệnh về tâm, tâm thần này không trong nhà thương mà làm khủng bố toàn xã hội. Cái bệnh đấy mình kinh khủng. Chứ mà điên mà ta vô nhà thương điên Biên Hòa thì dễ quá rồi, ta cô lập những người tâm thần lại đâu có phá ai được. Còn cái người mà tỉnh táo như thế mà làm rối loạn cả xã hội là vì con rắn tham lam độc ác này đây. Cho nên sư muốn kể cho các vị nghe những điều này, đó là Đức Phật đã dạy hết rồi. Các sư là gì? Đi theo con đường của Đức Phật, đi theo để nhắc nhở những điều mà biết là sẽ tác hại, là khổ đau, là buồn phiền, thì nhắc các vị đừng có đi trên con đường đó. Cho nên sư muốn kể cho các vị nghe câu chuyện có vị sư già không bao giờ nói dối. Một năm kia vào mùa an cư kiết hạ, cũng có số chư tăng chư ni về một cái ngôi chùa hay là một cái tu viện an cư, nhưng cũng có những vị sư tìm nơi ẩn dật để an cư. Họ vào trong cái hang động để an cư, họ đến một cái thiền thất riêng để an cư, nghĩa là những cái tháng đó họ không đi lại, ở một chỗ để tu tập về giới, có phạm giới phá giới không, khả năng định như thế nào, trí tuệ ra sao. Có một vị sư già chuẩn bị vào mùa an cư thì dừng chân trước nhà một người nông dân nghèo. Thì mặc dù rất nghèo nhưng hai vợ chồng này lại có một tấm lòng, cho nên cúng dường một ít thức ăn. Nhà khá giả thì là ăn nhiều món, còn nghèo thì cúng một bát cơm mỏi. Bắc này có một cái món rất là ngon mà sư rất là ngưỡng mộ, đó là dưa muối, cà muối. Ở trong Nam làm không bao giờ ngon như người Bắc. Có lẽ là nước, có lẽ là thời tiết, có lẽ là cách làm. Nhưng mà ở miền Nam người ta muối dưa, muối cà, ta cho vào bao nhiêu thứ, màu đỏ, màu này, màu kia, rồi ngọt ngọt, rồi này, rồi chua chua, mà sao ăn không thấy ngon. Mà sư cảm thấy cái người miền Bắc, người ta làm dưa, làm cà, những cái gì rất là đơn giản, rất là ngon. Thì cái gia đình nghèo này cúng dường cho thầy chút cơm với thức ăn rất là đơn sơ, và thầy rất là hoan hỷ thọ dụng. Tại cái lòng của mình á, cái tâm của mình á, thành ra ông thầy ông đón nhận cái của mình á, ông hoan hỷ lắm. Có người cúng mà tính á, ông thầy không biết, chứ mà ông không biết, nhưng mà vì độ chúng sanh thì ông vẫn nhận. Chứ nào, ông thầy ông có sức đơn là ông biết cái tâm của chúng sinh, tính bao nhiêu ông biết hết, và ông biết cái người đó trong cuộc đời này cũng phải tính như thế. Có người vô tư, hôm nào vô tư thành kính bao nhiêu thì đối với cuộc đời họ cũng vô tư, họ thoải mái an lạc bấy nhiêu. Tất cả nó đều là một, chứ nó không là nhiều. Mình vô tư, mình thành kính thì tự nhiên cuộc đời mình cũng vô tư, bớt lo âu, ít suy nghĩ. Mình làm cái gì cũng tính, cúng thầy mình cũng tính, cúng chùa cũng tính tới tính lui, thì cuộc đời mình cũng gian nan và phải suy tính nhiều lắm, còn trăm ngàn ngàn lần hơn. Cho nên thua cái hai vợ chồng già này, cũng có bát cơm, một tí thức ăn thôi. Và hơn thế nữa, thầy ơi, thầy đi an cư ở đâu, chúng con cung thỉnh thầy ở lại nhà con 3 tháng. Mà người ta không biết cơm ta đủ ăn không, mà cái lòng tôn kính và sự hoan hỷ, người ta cung thỉnh ông thầy ở lại nhà 3 tháng. Tôi làm sao có thể ở trong nhà này, có một cái giường cho hai ông bà, có một cái rẻo đất như thế này, tôi làm sao có thể ở đây? Người chồng trả lời: thưa thầy, con có thể dựng cho thầy một túp lều nhỏ trên cánh đồng cạnh con sông. Túp lều lá con làm được, con không có tiền làm nhà xây, nhưng mà con làm túp lều lá bên con sông yên tĩnh. Và thưa thầy, cả con, cả vợ của con sẽ rất vui được chăm lo cơm nước cho thầy. Làm rất vui làm được những việc như thế. Đời con đã mất mát quá nhiều, bây giờ con phải làm cái gì để được? Cho nên bù lại, thầy hãy dạy cho con những bài học đạo đức, thầy hãy dạy con tu. Các vị đang được học này, đang được tu này, chúng ta có được không? Đang được. Ông này nói một câu chúng ta phải học đấy.
đời con đã mất mát quá nhiều, bây giờ con muốn phải được. Cái được đấy không phải là ki bo kít bóp, chất chiết từng đồng từng cắt, keo kiệt bón xén để được, mà ban ra, bố thí, cúng dường. Các vị nhớ điều đó. Thế rồi ông thầy quá cảm động vì nhìn thấy là cúng bát cơm có một tí cơm với lại là có thể là chắc mấy trái cà đi, cứ nghĩ như thế đi. Chứ còn người ta không nói là cúng cái thức ăn gì, mà sư đoán là một ít dưa cà. Nhưng mà cảm động quá nên vị sư già đồng ý ở lại nhà của vợ chồng này và quyết định sẽ ở lại trong 3 tháng an cư. Thế rồi mỗi ngày thầy lại dạy cho vợ chồng này một bài học. Cứ như thế nhắc nhở việc này việc khác. Và hai ông bà này cảm thấy rất là an lạc. Cũng vẫn nghèo, đôi khi còn khó khăn hơn, là vì là có nấu nướng gì là phải lo cho thầy trước. Nghe chưa nào? Phải cúng dường, bởi vì có thầy trong nhà mà, cho nên là phải lo lắng cho thầy nhiều hơn. Hai vợ chồng vẫn cảm thấy an lạc, bởi vì là họ cảm nhận tăng đáo như Phật lai, tăng đến nhà như Phật đến, cho nên hết lòng cúng kính và lắng nghe những lời thầy dạy, không bỏ sót, bởi vì biết ngày mai có được gặp thầy hay không. Thế rồi các vị có biết không, sau 3 tháng an cư, ông thầy mới chào hai vợ chồng để ra đi. Thì thương thầy lắm, cho nên khi ông thầy mà chào mà ra đi á, thì hai vợ chồng như thế nào? Khóc, đúng chưa nào? Thầy ơi, con không muốn phải xa thầy, thầy có thể ở lại đây với chúng con được không thưa thầy? Không, làm sao mà thầy đã xuất gia mà lại vào nhà tại gia mà sống? Cho nên thầy đã gieo duyên với gia đình ông bà 3 tháng và dạy học biết bao nhiêu bài học về cuộc đời, về tấm lòng nhân cách. Bây giờ thầy phải ra đi. Thế rồi hai ông bà mới nói rằng, thưa thầy, nếu như vậy thì không biết mùa an cư năm sau thầy có trở lại không? Thầy bảo thầy không có nói được điều đó. Sao có thể hứa hẹn được một điều trong khi cuộc sống này là vô thường? Nhưng mà để đền ơn lại, hai ông bà đã cung kính lo lắng cho thầy trong 3 tháng an cư tu tập. Thầy muốn giúp cho hai ông bà không còn nghèo đói nữa. Thầy nghe thầy cũng thích quá. Thầy cũng biết bày cái gì đây để mình đến mấy cái vùng nghèo mình dạy cho người ta, đúng không? Đấy. Nhưng mà rồi đó, ông dạy như thế này. Ngày mai, nghe chưa nào, khi tôi đi rồi, tờ mờ sớm, thì hai ông bà hãy bước ra ngay trước cửa nhà của mình. Phải chuẩn bị sẵn một cây cung tên. Và khi mà trời hừng đông vừa ló dạng, thì buông cái tên xuống và đào đất ở cái nơi mà cái tên nó buông ra. Đào đất, nơi đó sẽ có kho tàng. Nơi đó sẽ có kho tàng. Cho nên hãy nhớ, ngày mai khi mà hừng đông ló dạng, lúc đó tôi cũng đi rồi, thì hai ông bà nhớ rằng hãy ôm cái cung tên, thấy chưa nào? Đó, rồi là cầm một cái sẻng, tên rớt chỗ nào khi trời hừng đông thì đào đất ngay nơi đó. Nơi đó sẽ có kho tàng. Thế rồi ông thầy, ông sư già ông ra đi. Và sáng hôm đó hai vợ chồng mới, vợ cầm cái sẻng, chồng cầm cái cung tên và bước ra trước cái nhà của mình, nhìn về phương đông và nhắm cái cung tên về phía đó. Khi vừng đông vừa ló dạng, ông chồng á, ông bắn cái tên bằng tất cả sức bình sinh của mình, bắn về phía đông, bắt đầu chạy về phía đó để coi cái tên nó rớt vào đâu. Thì ngay cái chỗ tên rớt đấy, bắt đào đất lên, nơi đó sẽ có kho tàng, đúng không? Mà đào hì hạch cả một ngày chả thấy gì hết, chết chà. Đã vậy rồi còn một cái rắc rối xảy ra là cung tên đấy nó rơi vào đất của một vị tướng, vị quan tướng. Cho nên cái ông này cũng ra ông bảo, tại sao dám đào đất trên đào hang hố trên đất của ta sẽ truy tố các ngươi sẽ phải vào tù. Hai ông bà mới nói,
Dạ không, không phải lỗi tại tôi, không phải tại chồng, không phải tại vợ, thì tại ai? Dạ thưa ngài, tại ông sư già đấy ạ. Ông sư già dạy tôi như thế, là vừng đông đứng trước nhà, dương cung bắn về phía phía đông khi mặt trời mọc, tên rơi chỗ nào thì kho tàng chỗ đấy. Thế rồi ông này nghe như vậy mới nói, à chắc tại hai ông bà đói ăn quá cho nên bắn cái cung tên nó không rơi đúng chỗ, ngày mai đến phiền ta bắn. Kho tàng kiếm được 50-50, chia đôi, phải không nào? Hả? Thế rồi ông chồng đồng ý, hai vợ chồng đồng ý, mình bắn trật rồi. Thế là hôm sau ông tướng đấy, ông mới đến nhà, cũng dương cung bắn hết sức bình sinh, rớt cây tên chỗ đấy, lại chạy đến đào bới hang hốc, có gì không? Ô các vị biết không à? Không có gì hết. Lại rắc rối là cung tên đấy rơi vào nhà đất của một tên địa chủ. Tại sao đào đất ở đây? Các vị sẽ bị truy tố, cho nên lại đổ thừa cho ông sư già. Ông sư già nói như thế đấy. Ông địa chủ nói thôi được, ngày mai đến phiên tôi sẽ bắn cái tên đấy. Có được cái kho tàng thì chia, chia bà. Cũng rất là công bằng đúng không? Nếu mà mình cũng thế đúng không? Thế rồi cũng bắn, và tên lại rơi, và đến đảo bới lại là còn số không, và rắc rối lại rơi vào đâu? Vào vườn thượng uyển của nhà vua. Chết rồi, quân sĩ ra, tại sao dám đào bới trong đất vua? Tất cả các ngươi sẽ bị hình phạt. Thế là ba người vô lạy vua, mới kể lễ, cuối cùng lại đem ông sư già ra. Tại ông sư già, vua bảo sư già không bao giờ nói dối, ta không biết tại sao các ngươi lại đào bới không ra. Đấy, xong một tên quân sĩ bảo thế vua có muốn đến trước nhà của cái ông nông dân này để mà bắn cung tên không? Vua nói không, ta muốn gọi ông sư già đến đây. Nó thấy vua người ta trí tuệ chưa, gặp mình là đào đi đào hì hục nữa rồi. Thế là ông sư già đến, sao, tại sao lại gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối như thế này? Ông sư bảo muôn tâu đại vương, thật ra thì đâu có gì rắc rối, sư già không bao giờ nói dối, chỉ là vì người ta nghe và không nghe cho kỹ nên làm không đúng đó thôi. Ông vua bảo nghĩa là sao? Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần bảo rằng cầm cung tên đến trước nhà người nông dân, nhìn về phương đông, tên rơi chỗ nào thì kho vàng chỗ đấy. Ông vua nói được, ta sẽ làm đúng như thế, chính ta sẽ đến, mà phải có sự chứng kiến của ông sư, để có sai cái gì thì ông sư cũng chỉ. Vua có quyền mà vua có trí tuệ. Cho nên sáng hôm sau, trước lúc hừng đông là vua đã đến nhà ông nông dân đứng rồi. Chuyện có hấp dẫn không ạ? Nhưng mà chuyện này không phải đưa chúng ta lên là gọi là gì, mây gió và sương khói đâu. Nó có chìa khóa của nó đấy. Thế rồi ông vua nói, nào nhà sư già hãy đứng đây. Ông vua mới là đứng ngay trước nhà, nhắm về phương đông, dương cung ra và chuẩn bị. Đúng chưa? Ông sư nói đúng. Bây giờ ta bắn, đúng chưa? Sư nói sai. Ôi sao lại thế? Thưa muôn tâu đại vương, ngài có nghe rõ không? Đứng trước nhà, dương cung về phía đông, buông cho tên rớt chỗ nào, kho tàng chỗ đấy. Thế vua mỉm cười biết rồi. Biết thế nào? Không bắn. Thế là ông đứng tại chỗ, ông buông cây tên ra. Và ngay dưới chân của đức vua là ngay trước nhà của hai vợ chồng nông dân, đào bới lên một kho tàng lớn, tương đương với lại là kho tàng trong cung điện của nhà vua. Hay chưa? Thế thì bây giờ cái chìa khóa câu chuyện này là chỗ nào đây? À, chú bảo là phải nghe cho rõ. Nhưng mà vì sao nghe không rõ? Vì lòng tham.
phải lau bắn và bắn cho xa thì nó sẽ rớt vào cái kho tàng. Chứ còn ông bảo là dương cung và buông tên chỗ nào, kho tàng chỗ đó, chứ đâu bảo bắn đâu. Nhưng mà ông nào cũng bắn hết và mang tất cả lòng tham của mình. Bắn xa thì có thể là cái kho tàng ở chỗ đấy, cho nên càng ra sức bắn. Và chính cái lòng tham đó đã làm cho con người ta đi mãi mà không bao giờ tìm thấy kho tàng. Có biết đâu kho tàng ngay dưới chân ta. Thế quý Phật tử ở đây, đời mất mát đã nhiều rồi, có kho tàng dưới chân không? Cho một tràng pháo tay. Thế là được rồi đấy, thế là bài pháp kết thúc được rồi đấy. Muốn nghe nữa không? À, muốn nghe nữa thì nói nữa. Như vậy cái kho tàng dưới chân là gì? Hãy buông bỏ lòng tham đi. Tu tập á, phải chuyên chú, phải nghe cho kỹ lời Phật dạy. Dương cung lên là dương cả lòng tham. Muốn, tham vọng, tham dục, tham ái, tham lam, đánh mất tất cả. Mất mát rất nhiều. Khi nhà vua nghe được cái câu chuyện tường tận của vị sư già mới thấy ông sư trí tuệ quá. Tại sao không chỉ luôn cái kho tàng trước nhà mà phải đưa ra cái bài toán đấy các vị? Tại sao? Cái gì cũng phải trải nghiệm, phải suy tư, phải quan sát. Chỉ cái bốc lên liền, con người ta sẽ gì? Không có trải nghiệm, không có hy sinh, không chịu khó, con người ta tạo ác rất nhiều. Cái lòng tham sẽ chấn đứng tất cả mọi con đường đến với hạnh phúc và an lạc của chúng ta, thưa các vị. Cho nên tại sao sư nói có được từ sự mất mát? Đấy, đừng có tham. Hãy yêu thương, hãy giúp đỡ, hãy nghĩ rằng cái gì bắt đầu từ sự tham vọng, chúng ta sẽ thất bại. Cho nên, sư muốn nói tất cả quý Phật tử rằng có một cái câu chuyện mà sư có giảng cho các bạn sinh viên nghe là một đêm thời tiết lạnh. Cũng là cái mùa đông nên sư toàn nhớ chuyện trời lạnh à. Trời lạnh như vậy, hai vợ chồng lớn tuổi bước vào khách sạn nhỏ ở một thị trấn để hỏi thuê phòng. Người lễ tân trẻ ra nói thưa hai ông bà, không có phòng. Trời lạnh, mà cái vùng này đó là cái vùng du lịch, cho nên người ta đến người ta thuê hết phòng rồi. Hai ông bà bảo trời ơi, tôi đi đường xa mệt, đói khát. Bây giờ tôi chả cần phòng tốt đâu, tôi nằm đâu cũng được, miễn là đừng có nằm ngoài trời vì tuyết đang rơi. Anh nói bây giờ hết phòng mà anh chỉ là một nhân viên thôi. Nhưng mà nhìn hai người khách mệt mỏi quá nên anh ta nói thôi được, nếu hai ông bà mệt mỏi quá mà không chê thì vào căn phòng của tôi. Phòng tôi là phòng cho nhân viên, nó nhỏ thôi. Nhưng mà hai ông bà vào rất hài lòng, bởi vì nhỏ và rất sạch, cho nên ngủ ngon lắm. Sáng hôm sau khi trả phòng, hai người thấy chàng trai trẻ vẫn đang ngồi ở quầy lễ tân, cho nên đến tặng cho anh ta một số tiền. Ông ta nói không đâu ạ, đây không phải phòng trọ đâu, chỉ là phòng nghỉ của tôi dành cho ông bà mượn tạm. Tôi sợ ông bà đi từng khách sạn gõ cửa mà không đâu có đâu, tôi biết mà. Tại vì cái hệ thống khách sạn liên lạc với nhau, không còn phòng đâu. Cho nên tôi nằm vật vã đâu đó ở trong khách sạn, trên cái băng ghế tôi ngủ cũng được, miễn là ông bà có một đêm ngã lưng. Thôi chúc ông bà lên đường may mắn. Như vậy ông ta, anh chàng mà lễ tân đấy mất cái gì các vị? Có mất không? Sao lại không? Mất một đêm chứ, không được ngủ chứ. Các vị sao trả lời vội thế? Mất một đêm không được nằm trong chân ông, nệm ấm của mình, mà phải ngủ lắt lẻo trên cái băng ghế. Nhưng mất mà lại không mất là bởi vì sao? Cái phước của anh ta sẽ đến với anh ta không phải hôm nay mà ngày mai, một lúc nào đó không hẹn trước. Cho nên phải học những bài học hy sinh, học những bài học từ sự mất mát. Đó là gì? Thì ra khi nhường phòng cho ông bà rồi thức suốt đêm làm việc, hai vị khách vô cùng cảm động, cảm ơn anh ta rồi ra đi. Anh ta thì quá sức bận rộn vì là nhân viên mà, cho nên cũng quên
bù đầu với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó. Một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Đây là một câu chuyện bên Mỹ. Hóa ra hai vợ chồng già kia là tỷ phú. Sau khi về nhà, họ quyết định trích một phần tiền ra, họ giàu lắm, mua hẳn một khách sạn lớn và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý, với niềm tin chắc chắn rằng người tốt bụng như anh ta sẽ làm rất tốt và anh ta xứng đáng được một cuộc sống sang giàu ở nước ước. Còn mình bây giờ mình đang lặn, họ đến họ xin mình nhìn lại mình bảo có ngu không mà nhìn nhường giường cho nó, có ngu không mà bố thí trong khi là gì, là món ăn mình chưa no. Không, chúng ta chia ra, xẻ ra, nhường cơm xẻ áo. Mình phá cây phá rừng cho lắm, vô năm nào cũng bão lụt hết. Rồi bây giờ phân tích nguyên nhân gì cũng lòng tham mà ra, biết nói ai bây giờ, phá rừng phá cây. Rồi cuối cùng mình sống êm ấm gì trong cái nhà gỗ mấy tầng mà con người ta bão lụt chết ngoài kia. Khổ lắm. Phải thật sự yêu thương. Mình yêu thương tất cả thì sẽ có người thương con mình, cháu mình. Mình cứ rung rúng mà ôm đứa con mình đi thì nó sẽ đứa con hư đầu tiên đấy các vị ạ. Đời nhân quả rõ ràng lắm. Sư hay nói thật, các vị lắng nghe, có buồn sư không, sư cũng chấp nhận. A Di Đà Phật. Thế rồi, cái câu chuyện anh chàng lễ tân đấy, đó là Rock Porter. Đó, cái vị mà manager, vị quản lý đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Anh ta có một cái câu chuyện là tôi đi lên từ là một người lễ tân cho một khách sạn. Thì các vị cũng phải để cho con của mình làm những công việc bình thường nhất trong cuộc đời. Những con người mà dành bao nhiêu tiền của mồ hôi nước mắt để cho con mình trong một đêm sáng mai làm giám đốc, đó là mình đưa con mình vào con đường tội lỗi rồi. Nó sẽ không biết cách làm, nó sẽ không biết thương người lao động, nó sẽ không biết thương nhân viên, nó sẽ không biết gì hết, nó chỉ biết bỏ tiền vào túi thôi. Cho nên nó sẽ là đứa khổ đau nhất. Hãy tập cho nó có lòng thương, có đạo đức, có nhân bản, biết hy sinh, thì dù cho nó làm người bình thường hay người có địa vị cao trong xã hội, nó vẫn là người hạnh phúc. Cho nên chúng ta nghe pháp đơn sơ thôi, học được gì từ sự mất mát? Học được rất nhiều từ sự mất mát các vị ạ. Chẳng hạn như có một người bị chết xuống ngay dưới Diêm Vương. Nói bây giờ ông phải bị đi tra tấn hình phạt rồi, vì sống ông tạo nghiệp xấu nhiều quá. Ông bảo Diêm Vương vậy là chơi không đẹp. Ông phải báo trước cho tôi biết năm nào tôi chết chứ, để còn tôi lo tu nhân tích đức chứ. Đùng đùng cứ cho tôi chết bất đắc kỳ tử, làm sao tôi tu kịp. Ông Diêm Vương nói này, ông đừng nói thế, tôi đã dạy cho ông rất nhiều mà tại ông quên đấy chứ. Bao giờ, bây giờ xuống địa ngục tôi mới thấy ông đây chứ. Tôi thấy ông hồi nào đâu, chưa từng nằm mơ thấy ông bao giờ, chưa từng thấy mà ông bảo ông dạy tôi là gì. Đấy, những cái thất bại chung quanh đó là ta đã nhắc cho ông. Người bệnh chung quanh là ta nhắc ông sẽ bệnh. Người chết ở chung quanh, ta nhắc ông sẽ chết. Cảnh khổ đau chung quanh, ta nhắc cho ông biết rằng đời, nếu không biết tu tập, ai cũng khổ đau. Một đám ma đi qua, ta nhắc rằng rồi ta cũng sẽ vào trong cái hòm đấy mà ngồi. Còn cái đám ma đi qua, các vị toàn là gì? Ôi, đám ma to thế. Ôi, nhà này lắm tiền thế. Ôi, nhà này sao nghèo thế. Mà một điều rất quan trọng rằng ta cũng ngồi trong cái hòm đấy và ta cũng ra đi, thì ta lại không nghĩ. Cho nên Diêm Vương nhắc chúng ta những bài học thực tế trong cuộc đời, hàng ngày, trong cuộc sống. Chung quanh chúng ta ở đây cũng có nhiều người đang bệnh. Những người bệnh nan y, người ta vẫn đến đây nghe pháp. Người ta bệnh nan y thì mình nói như thế nào? Tôi xin cảm ơn bà, ơn bác. Bà bệnh như thế để tôi tự ý thức bản thân tôi. Tôi phải sống yêu thương muôn loài, chúng sanh muốn yêu tôi, yêu bản thân tôi, được sức khỏe tốt, được trường thọ. Tôi phải yêu cuộc sống của muôn loài. Đức Phật dạy muốn trường thọ, phải quý cuộc sống muôn loài. Đừng giết, đừng sát, đừng hận thù, người đó mới trường thọ.
Rồi có vị sẽ nói: ôi cái nhà đấy giết chó như điên vẫn trường thọ thầy ạ. À, người cãi như thế. Nhưng trường thọ sống lâu trong khổ đau, trong tan hoang, trong là hận thù bất hiếu, không có tôn ti trật tự trong một gia đình, không có hạnh phúc. Chúng ta sống bằng tà mạng, tà nghiệp, không bao giờ gia đình đó có hạnh phúc đâu. Nhưng có những gia đình sống bằng nghề nông, đồng ruộng, cánh đồng, đơn sơ, nhưng người ta hạnh phúc bởi vì sống bằng trái tim và sống trên đời có một tấm lòng để cho gió cuốn đi. Làm ơn không cần người ta trả ơn, người đó ngủ rất ngon và ăn cơm rất ngon, phải chưa nào? Và có thể là thi hoa hậu cụ rùa. Hoa hậu cụ rùa già vẫn đi thi được đấy. Đẹp, an vui, hạnh phúc, người đó mới xứng đáng đi thi hoa hậu. Còn hoa hậu đẹp cái bên ngoài, còn mà hoa hậu chỉ đẹp cái bên ngoài không đấy, để rồi cuối cùng cũng chỉ khóc tràn nước mắt, mà gọi là gì? Hồng nhan bạc phận, hồng nhan đa trơn, đẹp để làm gì? Trong khi khó lắm mới đẹp nhá. Đức Phật dạy người được kết quả phước là đem, đã từng cứu người, giúp người, sống vì người khác. Khiêm cung nhẫn nại mới được đẹp, mới có sức khỏe. Nhưng chúng ta không biết gìn giữ, tàn hại mạng sống, muôn người. Giết người không giết, mà giết vật, giết dài dài. Và đó là nguyên nhân gây ra bao nhiêu sự mâu thuẫn trong gia đình. Những sự bệnh tật không có thuốc chữa, hoặc có những vấn đề nan giải mà không có lối thoát. Hãy giảm và ngưng giết sát, đúng như Đức Phật dạy. Điều thứ nhất cho người Phật tử tại gia là không sát sinh hại vật. Có như thế thì chúng ta dỗ chạp, chúng ta hạn chế giết. Dỗ mà giết con heo, làm vài chục con gà thì cái hương linh người đã mất càng đi sâu dưới mấy tầng địa ngục. Tại vì vì người đó mà mình giết, vì người đã chết mà mình giết, cho nên họ càng khổ đau hơn, càng đi sâu hơn những sự tăm tối của cuộc đời. Vì sự an lạc, vì hạnh phúc của tất cả những gì đã mất mát trong cuộc đời, chúng ta phải có bài học kinh nghiệm để được nhiều thứ hơn. Sống chân thật, tin nhân quả, sống đạo đức. Tất cả những điều đó sẽ cho chúng ta niềm vui, dù rất đơn giản thôi, nhưng biết đâu chính trên quê hương Hưng Yên này, quý thầy, quý sư sẽ về rất là nhiều và ca ngợi cái tinh thần nghe pháp học đạo ứng dụng trong đời sống thực tiễn của chính mình. Hưng Yên đó, quê hương miền Bắc, nhãn chín rồi, lúa trổ vàng bông, về cổ am nghe niệm Phật mát lòng, cuối năm nghe pháp con trồng hoa tâm. Trái sẽ chín nên vườn tâm tươi đẹp, dâng quả lành đạo đức đến muôn nơi. Hưng Yên mảnh đất tuyệt vời, gió đông tuy lạnh, hương xuân ấm lòng. Như vậy các vị có sợ mất mát không? Không sợ. Sợ người thân ra đi lắm chứ. Trong cuộc đời sư đó hả, nhỏ đến lớn đi tu toàn nói chuyện trên trời không à. Ai đau khổ mình cũng chê đó. Cái gì mà khổ, đời vô thường, cái gì mà khổ. Đến khi mình có người thân chết đó, mình mới biết đời này là khổ. Nhỏ lớn lên chưa biết chuyện người thân chết đó. Chưa biết sẽ có những cái khổ mà mình không bao giờ tránh được đó. Mình đi tu sớm nhá, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, cũng có nói dối, rồi không rượu chè cờ bạc, mình thấy mình ngon lành quá rồi. Nhưng mà mình cười trên sự đau khổ của người khác, cho đến khi mình có người thân chết, mình mới biết cuộc đời này đau khổ lắm. Sanh ly tử biệt, đời không ai tránh được. Lúc đó mới hết nói chuyện trên trời, bắt đầu nói chuyện dưới đất. Hiểu chưa? Nói chuyện trong từng mái nhà, từng cuộc sống của chúng ta. Mà các vị ngồi đây ai cũng trải qua sanh ly tử biệt. Nói về bài học kinh nghiệm các vị hơn cả sư nhiều lắm. Cho những bài học mất mát, mình phải được rất nhiều từ bài học mất mát. Người thân ra đi cho chúng ta bài học gì? Chúng ta rồi sẽ ra đi. Nắm cho nhiều có giữ được không?
Tại vì các vị nghĩ là giữ được cái gì? Để cho con cái gì? À không, nắm cho nhiều cũng không giữ được. Cho nên khi sống hãy làm tất cả những gì lành, tốt. Phước là làm cho mọi người mới là phước. Còn trong nhà là trách nhiệm, là bổn phận thôi. Làm cho chúng sinh, làm cho hàng xóm, làm đường cho mọi người, không phải cho nhà mình. Cái gì ở bên ngoài đấy là phước. Chùa là bá gia bá tánh, cho nên làm cái gì trong chùa là phước. Tu nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh, liễu lời Phật dạy, đó là huệ. Người đệ tử Phật phước huệ song tu. Nghe pháp rồi chả nhớ gì hết, quên hết, lên giường đánh một giấc đến sáng lại cắt cổ mổ bụng, thế chả có phước huệ gì hết. Phải không nào? Thế buồn lắm, mai mốt sư cứ về Hưng Yên, sư buồn lắm. Mất mát mà được học rất nhiều. Và cái mất đó trong đời sống, dù sanh ly, dù tử biệt, dù của cải, tiền tài, danh vọng, thất bại và thịnh hay suy, chúng ta cũng học được rất nhiều trong cuộc đời. Bài học căn bản nhất đó là tin sâu vào nhân quả và sống trên nền tảng đạo đức. Điều đó, dù ở trong hoàn cảnh nào, môi trường nào, chúng ta vẫn có an lạc, hạnh phúc. Chúng ta mới sống trong chân tâm Phật tánh của chính mình. Đi đâu tìm ở đâu cũng không bằng cái tánh Phật tại tâm của chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.